Sáng qua ngày 12 tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai khóa an cư Phật lịch 2564 dành cho các trường hạ trên địa bàn toàn tỉnh. Sau nghi thức cung nghinh và niệm Phật cầu gia bị, phát biểu khai khóa an cư các trường hạ tại tỉnh nhà, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, mong muốn chư tăng ni toàn tỉnh cần thu xếp các Phật sự địa phương, khép mình trong giới luật để tô bồi năng lượng tu tập trong 3 tháng sắp tới. Dịp này, Hòa thượng cũng đề nghị các hạ trường cần y theo thông bạch hướng dẫn an cư kiết hạ của Trung ương Giáo hội, tổ chức mùa an cư an toàn, tuân thủ các yêu cầu phòng dịch cũng như việc tổ chức nhiều hoạt động nội thiền để chư hành giả có điều kiện nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Năm nay, cũng như các năm trước, là tổ chức 3 điểm an cư. Thống nhất điểm an cư này là của chư tăng Phật giáo toàn tỉnh tại Trung tâm Phật giáo Hộ Độ. Đây là mùa an cư thứ 3 trong khu vực của Trung tâm Hộ Độ. Ở tại nơi đây có 48 vị tăng sĩ. Và điểm an cư thứ 2 cũng là năm thứ 3 của Phật giáo Hà Tĩnh phát triển, là có ni về tu học, trụ trì và kết thúc an cư. Chúng tôi tổ chức an cư cho ni ở tại chùa Cảm Sơn trên núi Nài, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh. Có 12 vị ni kết thúc an cư. Và bên cạnh đó thì Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, thuộc về Thiền viện Trúc Lâm của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ sáng lập. Do đó mà chư tăng an cư theo biệt truyền. Năm nay cũng có 20 vị cấm túc an cư tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Lĩnh. Trong lễ khai khóa, đại diện Phật tử toàn tỉnh đã phát nguyện ngoại hộ đời sống tu học cho chư tăng ni, nương vào đó để tăng trưởng các hạnh lành. Tại buổi lễ, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã gửi hoa chúc một mùa an cư đầy hỷ lạc. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã cử hành lễ an vị Phật tại Phật điện thuộc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, làm không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh cho tăng ni Phật tử tỉnh nhà. Trong khi đó, tại Nam Định, sáng nay 13 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch, Hạ trường Chùa Cả và Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, thành phố Nam Định đã long trọng tổ chức lễ khai pháp mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2564. Tại trường Hạ Chùa Cả, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định cùng chư tôn đức ban trị sự và 67 hành giả an cư đã niêm hương bạch Phật, lễ tổ, cử hành lễ khai pháp và sau đó tiến hành buổi giảng kinh Hoa Nghiêm. Cách giảng kinh tại Hạ trường Chùa Cả vẫn theo lối cổ, tức là bình văn giảng nghĩa. Căn cứ vào quy củ thiền môn, hạ trường Chùa Cả hành trì ngày đêm 6 thời lễ bái theo khóa hư lục của ngài Trần Thái Tông, và các ngày trường tịnh thì Bồ Tát và tọa thiền. Đặc biệt, buổi giảng kinh tại hạ trường Chùa Cả luôn có từ 500 đến 1.000 Phật tử tính Pháp. Ở đây nó có cái truyền thống là phải chúc Đức An Nan này, rồi chúc Đức Chúa Ông này, chúc Đức Tam Châu này, rồi chúc Tổ Sư nữa. Để muốn là các ngài là hộ pháp, để hộ pháp cho chúng tôi 3 cái tháng an cư để cho nó được trọn vẹn. Và đặc biệt là ở tỉnh Nam Định của chúng tôi thì có 9 trường hạ, nhưng mà có 4 cái trường hạ phía Bắc tỉnh thì chúng tôi còn duy trì cái khóa hư lục của Tổ Trần Thái Tông, nên là chúng tôi một ngày 6 thời là chúng tôi phải duy trì. Và làm thế nào để trong những cái buổi giảng kinh ấy thì mình phải lồng ghép vào những cái thời sự ở trong giáo hội cũng như ở ngoài xã hội để khuyên tín đồ về vận động con cháu làm những điều thiện. Buổi chiều hôm nay, trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường tại thành phố Nam Định cũng trang nghiêm khai pháp bắt đầu 3 tháng cấm túc tu học của chư hành giả an cư tại đây. Được biết, năm nay toàn tỉnh Nam Định có 9 điểm an cư tập trung với tổng số 599 hành giả tăng ni. Đây là dịp để chư tăng ni tỉnh Nam Định thúc luyện thân tâm, trao dồi giới định tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và xã hội